Xin chào mọi người, mình là Huyền đến từ Sharp Academy. Video hôm nay mình sẽ giúp các bạn so sánh, phân tích và tìm hiểu về chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính CFA và chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính FOM. Từ đó giúp bạn dễ dàng đánh giá và đưa ra sự lựa chọn đâu là chứng chỉ phù hợp với mục tiêu sự nghiệp của mình. Mặc dù cả hai chứng chỉ đều dựa trên cơ sở tài chính, nhưng rất khác nhau về bản chất và cho phép người sở hữu chứng chỉ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và chuyên môn hóa các hoạt động khác nhau. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem CFA hay FOM đâu là chứng chỉ phù hợp với bạn nhé! CFA là tên viết tắt của Chartered Financial Analyst. Đây là chứng chỉ nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn vàng và được công nhận trên toàn cầu để đo lường, chứng nhận năng lực và cam kết của các nhà phân tích tài chính. Chứng chỉ CFA về phân tích đầu tư tài chính do Hiệp hội CFA, Hiệp hội quốc tế dành cho các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp cấp văn bằng. Trên thế giới hiện có khoảng 178.000 thành viên được công nhận tại hơn 165 quốc gia. Chương trình của CFA được xây dựng từ năm 1962, đóng góp vào tiêu chuẩn toàn cầu về chuẩn mực đạo đức và kiến thức chuyên môn. FOM là tên viết tắt của Financial Risk Manager, là chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính có uy tín cao và được công nhận trên toàn cầu. Chứng chỉ do Hiệp hội các chuyên gia quản trị rủi ro GARP cấp và được thành lập từ năm 1997 với hơn khoảng 32.000 chuyên gia giữ chứng chỉ FOM làm việc tại gần 150 quốc gia trên toàn thế giới. Chứng chỉ này sẽ mở ra cho bạn cơ hội nắm bắt được những cách thức quản trị rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu đang biến đổi từng ngày. Để đủ điều kiện tham gia học tập và bước vào kỳ thi lấy chứng chỉ, bạn cần phải có một trong những yếu tố sau. Với CFA, bạn có thể là sinh viên đại học năm 3, năm 4 hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học với bất kỳ chuyên ngành nào hoặc có bằng nghề nghiệp như ACCA, CPA, CIMA, AIA, ICSA hoặc tương đương, hay có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm làm việc, không nhất thiết phải làm việc trong lĩnh vực về đầu tư. Với FOM, bạn cần là sinh viên năm 3 hoặc năm cuối đại học với chuyên ngành kinh tế, hoặc tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc khối kinh tế, hay là người đi làm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng để thăng tiến trong công việc. Để trở thành CFA Charter Holder, bạn cần trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu và thi đậu lần lượt các kỳ thi Level 1, 2 và 3. Ngoài ra, cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến quá trình ra quyết định đầu tư và đăng ký trở thành hội viên của cộng đồng CFA, cũng như tuân thủ quy định về đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp. Còn để đạt được chứng chỉ FOM, bạn cần vượt qua 2 kỳ thi Part 1 và Part 2. Ngoài ra, cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực về quản trị rủi ro chuyên nghiệp. Giai đoạn này có thể được tích lũy trước, trong hoặc sau khi hoàn tất chương trình FOM. Nếu chương trình CFA cung cấp kiến thức nền tảng và thực tiễn trong lĩnh vực về tài chính, tập trung vào các kỹ năng quản lý danh mục đầu tư, phân tích tài chính, áp dụng cho các loại tài sản khác nhau với 10 môn học, chia thành 4 nhóm chủ đề Investment Tool, Asset Class, Portfolio Management và Ethical and Professional Standard, các môn học này thì sẽ đều được áp dụng cho cả 3 level. Thì chương trình FOM sẽ nhấn mạnh vào các ứng dụng thực tiễn của các mảng kiến thức về quản trị rủi ro. Trong đó, Part 1 gồm 4 môn tập trung vào các kiến thức và công cụ cơ bản trong định lượng và tính toán rủi ro. Part 2 có 5 môn đi sâu vào tính toán và phòng ngừa các loại rủi ro tài chính quan trọng cùng với các quy định pháp lý kèm theo. Kỳ thi CFA 3 level được tổ chức đan xen vào các tháng trong năm. Trong đó, level 1 có 4 kỳ, level 2 và 3 có 2 kỳ. Hình thức thi có cả trắc nghiệm và tự luận. Tùy theo từng level và để thống nhất trên toàn thế giới, tất cả các kỳ thi chỉ sử dụng duy nhất tiếng Anh. Bài thi diễn ra trong vòng 270 phút với 135 phút buổi sáng và 135 phút buổi chiều. Thí sinh làm bài trên máy tính và diễn ra gần như đồng thời trên toàn thế giới để tránh trường hợp lộ đề thi. Với lệ phí thi dao động từ $1,150 cho đến $1,450, đã bao gồm phí đăng ký ban đầu và phí thi từ đóng sớm đến đóng chuẩn. Kỳ thi FOM Part 1 được tổ chức 1 năm 3 lần vào tháng 5, tháng 7 và tháng 11. Kỳ thi Part 2 được tổ chức 1 năm 2 lần vào tháng 5 và tháng 12. Đây là kỳ thi trên giấy, kéo dài trong vòng 4 tiếng và tất cả các câu hỏi đều là trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn. Các câu hỏi được thiết kế dựa trên những tình huống mà các chuyên gia quản trị rủi ro tài chính phải đối mặt trong công việc hàng ngày. Với lệ phí thi dao động từ $1,050 đến $1,500 đã bao gồm phí đăng ký thi và phí thi cho cả hai part.
Hai chứng chỉ đều vô cùng giá trị và được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, được làm cơ sở để tuyển dụng, thăng tiến cho nhiều công ty lớn cũng như tập đoàn đa quốc gia. Vì vậy, lựa chọn chứng chỉ nào cũng là lựa chọn tốt cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Chứng chỉ CFA là bệ phóng giúp bạn có thể thăng tiến nhanh chóng đến các vị trí dẫn đầu trong các lĩnh vực như chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính, với một vài vị trí cụ thể được kể đến như là M&A, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, quản trị tài chính, quản lý danh mục. Ở các vị trí này, bạn sẽ nhận được mức lương thấp nhất rơi vào khoảng 81.862 đô la và cao nhất khoảng 344.500 đô la. Và đây là mức lương thường dành cho những vị trí mới bắt đầu hoặc cấp thấp, tăng dần dựa trên vị trí công việc của bạn. Chứng chỉ FRM sẽ giúp bạn tiếp cận với các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong các lĩnh vực như ngân hàng, quản trị rủi ro, với các vị trí như Asset Liability Management, Treasury, Risk Assessment, và đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tiệm cận với các tiêu chuẩn thế giới về quản trị rủi ro, nên nhu cầu nhân sự có chuyên môn cao trong các lĩnh vực này đang rất lớn. Theo PayScale và Glassdoor, mức lương hàng năm cho một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực rủi ro tài chính từ 44.000 đô la cho đến 128.000 đô la. Và một chuyên gia đã đạt được chứng chỉ FRM có thể mong đợi một mức lương trong khoảng từ 55.000 đô la đến 211.000 đô la, với các nhà quản lý và giám đốc cấp cao sẽ kiếm được nhiều hơn thế nữa. Để sẵn sàng bước vào các kỳ thi, bạn cần dành ít nhất 300 giờ học cho mỗi cấp độ ở chứng chỉ CFA và 200 đến 240 giờ học cho mỗi học phần ở chứng chỉ FRM. Việc học tập sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn có kế hoạch học tập cụ thể. Lời khuyên dành cho bạn là hãy tham khảo nhiều tài liệu ở những nguồn chính thống, thường xuyên trao đổi với bạn bè và giảng viên phụ trách môn học tại các lớp học luyện thi đối với từng chứng chỉ. Và cuối cùng, đừng quên làm bài kiểm tra và thi thử trước mỗi kỳ thi để có thể tự đánh giá được năng lực của mình và có lộ trình học tập phù hợp hơn. Về mức độ cạnh tranh, hai chứng chỉ này có sự khác biệt rõ ràng. Khi kỳ thi CFA không có sự cạnh tranh trực tiếp từ các nhà cung cấp khác, thì FRM lại có sự cạnh tranh trực tiếp từ PRM, là chứng chỉ quản lý rủi ro chuyên nghiệp. Tuy nhiên, FRM là một kỳ thi khá phổ biến, và đối với một người mới, việc học và thi FRM trước là rất hợp lý. Như vậy, khi so sánh chứng chỉ CFA và FRM, có thể thấy đây là hai chứng chỉ thuộc hai mảng khác biệt với mục tiêu và định hướng khác nhau. Do đó, trước khi cân nhắc lựa chọn chứng chỉ nào, bạn cần phải xác định rõ định hướng nghề nghiệp. Nếu bạn muốn trở thành nhà quản lý danh mục đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, cố vấn tài chính hay trở thành những nhà lãnh đạo cao cấp của doanh nghiệp, CFA sẽ là bệ phóng tuyệt vời cho sự nghiệp của bạn. Còn khi bạn có hứng thú với lĩnh vực rủi ro như quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro thị trường, quản lý rủi ro pháp lý và quản lý rủi ro hoạt động, thì chứng chỉ FRM sẽ phù hợp hơn với bạn. Và tất nhiên là bạn sẽ không chỉ có một lựa chọn mà vẫn có thể đạt được cả hai chứng chỉ. Hiện nay, vấn đề rủi ro trong đầu tư, quản trị đầu tư và cố vấn tài chính doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với nhau hơn bao giờ hết. Việc một người đã có chứng chỉ CFA quan tâm đến chứng chỉ FRM hay đã có chứng chỉ FRM quan tâm đến chứng chỉ CFA là chuyện không phải khó hiểu. Hy vọng rằng, thông qua bài viết này, các bạn đã được giải đáp các câu hỏi nên học CFA hay là FRM cho riêng mình với mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng, và từ đó bạn có thể xây dựng được lộ trình công việc tốt hơn cho bản thân mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và mình là Huyền từ SAP Academy. Đừng quên ấn like và theo dõi kênh để có thể nhận được những thông tin thú vị và bổ ích khác nhé!